Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay tiếp tục với các bạn với mẫu xe SH lớn ha. Thì hôm nay cửa hàng có quầy một số màu sắc của dòng SH lớn 125-150, có 3 màu. Thì trước mặt các bạn đây là màu trắng 150, trang bị thắng CBS và ABS luôn, là hai con này đây. Đây là phiên bản đặc biệt màu đen mờ. Còn phía bên đây là màu đỏ, màu đen 125 phanh CBS và ABS. Thì hiện tại trong tháng này thì SH lớn cũng có phần là giá cũng hơi tăng, nhưng mà nó cũng không tăng lắm. Thì chỉ có ở phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt á, thì nó hơi giá hơi cao nha các bạn. Và thêm một cái nữa là màu xám đen hiện tại không có hàng luôn. Thì cụ thể như là ở màu trắng phiên bản 150 thắng CBS hiện tại là nó đang có giá khoảng 105 triệu. Đó. Còn đối với phiên bản ABS thì nó khoảng 115 triệu. Màu đỏ thì cũng vậy nha. Còn riêng đối với cái bản 125 mà thắng CBS thì nó đang dao động giá khoảng từ 84 cho đến 85 triệu. ABS thì nó khoảng 94 cho đến 95 triệu, nó chênh lệch nhau 10 triệu thôi nha các bạn. Thì cái giá này nó sẽ cao hơn một vài triệu so với những cái thời gian trước Tết. Còn riêng đối với cái bản màu đen mờ này thì giá hôm nay thì nó đang dao động ở từ 122 triệu chưa giấy tờ. Giá này cũng rất là cao so với thị trường ở đây. Riêng cái màu này tại vì sao mà giá nó cao, bởi vì thị trường hiện tại là màu phiên bản đặc biệt màu đen mờ và màu xám đen á, cái lượng hàng của Honda họ đưa ra rất là ít luôn, trên thị trường rất là ít xe, cho nên giá cả có phần là hơi tăng nhiều. Còn riêng đối với những cái màu kia thì nó sẽ có nhiều, cho nên giá nó hơi vừa phải chút xíu chứ không phải nói là hơi tăng. Còn về giá cả thì các bạn thấy là có thời điểm cái giá cả nó rất là rẻ, giống như là khoảng ở 125 CBS nó khoảng chỉ khoảng 82, 83 triệu thôi, có thời điểm nó lên tới 86, 87 triệu. Thì cái này thì giá xe nó cũng thay đổi tùy theo ngày, cho nên về giá cả thì các bạn nếu mà mình đang muốn sử dụng dòng xe, mình cứ ghé trực tiếp cửa hàng để mình tham khảo giá chính xác tại thời điểm đó. Có thể là cùng một chiếc xe một, nhưng mà cái giá có thể là hai người mua nó khác nhau, bởi vì mua trong cái thời gian nó khác nhau. Ví dụ như hiện tại thì mấy cái màu đó nó đang có nhiều, giá nó rẻ, và tới 2-3 tuần nữa hết hàng thì giá nó lại đôn lên, giá rất là cao đó. Cho nên các bạn nào có nhu cầu sử dụng thì mình có thể ghé trực tiếp cửa hàng để mình tham khảo thôi. Đối với phiên bản đặc biệt này thì mới về hồi sáng, màu đen mờ, nó có một cái tem như thế này đây các bạn, mẫu 2022 nha, remote 2 nút. Thì ở đây giữa bản CBS và ABS, các bạn nào muốn tiết kiệm chi phí hơn thì mình có thể chọn CBS. Mà riêng đối với CBS, ABS thì chỉ có bản cao cấp thôi, là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Còn đối với bản đen mờ thì tuyệt đối là không có CBS nha các bạn. Màu xám đen và màu đen mờ là phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao là tuyệt đối không có CBS, nó chỉ có ABS thôi. Các bạn chọn hai màu đó bắt buộc mình phải chọn ABS. Còn như màu trắng, màu đỏ, màu đen thì có thể là để tiết kiệm chi phí hơn thì chọn CBS. Nhưng mà ABS thì mình chạy nó an toàn hơn, giống như nó có trang bị thêm cái thắng sau đó. Thì các bạn chạy đường trời mưa hay là đường trơn trượt thì mình bó thắng sau thì nó tương đối an toàn hơn so với cái thắng thường. Thắng thường nó có thể bị lết bánh, còn ABS thì nó không có lết, chạy nó cũng ok. Ở đây mình có thêm vài cái mẫu 350 màu bạc, màu bạc mờ. Còn màu đen mờ thì cái này nó đang dao động giá khoảng 179 triệu ở hai con này ha, 350 phân khối. Ở đây mình xin chia sẻ chút xíu là các bạn thấy ở đối với dòng SH lớn thì khi mà các bạn mua nó sẽ có một cái bịch chìa khóa như thế này. Ở đây nó có cái mã là Bluetooth nè, và cái mã vạch. Thì cái này nó để dành cho các bạn khi mà mình chạy, mình kết nối điện thoại với xe, kết nối Bluetooth á, thì mình lấy cái mã này để mình đăng nhập nha. Đối với dòng 150 đổ lên thì nó mới có, 125 nó không có nha. Remote thì có 2 nút. Còn đối với cốp xe thì đối với dòng SH mẫu 2022 này thì cái bình điện nằm ở đây, cho nên cái cốp xe nó cũng hạn chế lại chút xíu, nhưng mà cũng rất là rộng nha, mình để đồ cá nhân thoải mái hôm nay. Thì trên xe này thì nó sẽ có cái phiếu bảo hành đó, và cái sách hướng dẫn sử dụng thì các bạn có thời gian mình cứ tham khảo đây. Ở trên đây là một cái túi đồ nghề theo xe, khi mà các bạn mua xe mới nó có ở đây, thì trong đây để mình coi nó có gì. Thì ở đây nó sẽ có một cái cây tua vít, một cái tiếp mở bugi, một cái chè này để dành mở kiến rồi nè. Đó, nói chung đồ này thì mình đem về mình cũng để sử dụng đồ được. Còn
Ở đây thì mấy cái mẫu này thì các bạn thấy tem xuất xưởng nó đã để in là 2022 ha, thì mẫu này thì được lắp ráp thời gian gần đây thôi, cho nên cái tem xuất xưởng này nó sẽ là in là 2022. Có một số đời nó sẽ một số xe mà lắp ráp trước đó, còn trong năm 2021 á thì nó cũng còn là 20, nó ghi là 2021, nhưng mà về mẫu xe thì nó không có thay đổi gì nha các bạn, cho nên cái phần đó mình để mình coi chiếc xe nó được lắp ráp vào thời gian nào thôi. Đó, nó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là chất lượng xe. Mua xe trong Honda thì về chất lượng cứ yên tâm mày, có chế độ bảo hành đầy đủ hết. Đó, rồi thì đó là những cái mình chia sẻ nãy giờ về giá cả. Đó, giữa cái màu phiên bản cao cấp và phiên bản này thật ra nó không khác gì hết, chỉ khác nhau về cái màu sơn xe thôi và các cái phiên bản thôi, mà giá cả nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Cho nên khi nào các bạn mà có nhu cầu sử dụng dòng SH này thì mình có thể lựa chọn cho thật kỹ giữa trang bị phanh CBS, ABS hay là về màu sắc. Rồi thì clip mình cũng kết thúc tại đây, và hẹn các bạn lại clip sau và cập nhật những cái dòng xe hot trên thị trường để cho các bạn cùng tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.